Đây lên cho bác một em này là một em có cục đề nông nào đời cao không? Đời cao đề nông đời cao nhưng không có con nào rồi. Đây lên cho bác một em này là một em ma răng này. Một em của nó là PM50, công suất là 180W này, made in Japan. Một em ma răng nhá. Đấy, đóng le rồi. Ma răng PM50. Sống rồi. Đấy, sống ok các bác nhá. Đấy, sống ok cả hai vế này. Một em ma răng PM50 nhá. Đấy, sống ok nhá, một em ma răng này. Nói chung là hàng bên em nó là hàng nguyên bãi thôi đấy, nhưng mà vì nhiều khi các bác nhìn ở trên này thì là nó còn nguyên bụi bẩn ấy. Đấy, bên em bóc ra là lên ấy thì là nó ấy thôi, về các bác lau chùi đi, nhiều bác mua về bảo là nó đẹp hơn trên live rất nhiều luôn đấy, vì thực sự là trên này thì bên em là không có lau chùi gì cả, bóc là lên luôn đấy, nên là không không nhìn nó, nhiều khi nhìn nó không được đẹp như kiểu về các bác lau chùi đi nhá. Đấy, một em ma răng này công suất là 180W PM50 Made in Japan. Mã này là mã số 922 này. 922 này thì để cho bác với giá là 1 củ 9 thôi. Đấy, 1 củ 9 nhá. Hàng bên em thì các bác lưu ý là chuyển khoản hết bên em hỗ trợ bao phí ship nhá. Đấy, còn cọc thì bên các bác nhận hàng phải chịu phí ship. Hàng bên em thì không nhận ship COD. Đấy, các bác thì liên hệ trực tiếp với lại vào số cho em nhé. Đây lên cho bác một em này đó là lạ này, âm ly vừa nãy là âm ly ma răng bác. Đây lên cho bác một em này là một em Onkyo, con này nó cả đầu đĩa này, đĩa DVD này, Onkyo DR90 nhá. Đấy, cả đầu đĩa DVD các thứ này, AM FM này, Made in Japan. Con này công suất của nó là 185W. Con này nó cắm dây hai đầu à, không có cái dây nguồn kia, có cả cổng này là cổng gì đây. Đấy, các bác chốt mã nào các bác liên hệ trực tiếp vào số giúp em. Đấy, số em ghi ở trên có chữ hãy gọi đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là có người nghe máy nhá. Ê, ôi em này chưa thấy lên nguồn rồi, ôi phí chưa này. Một em Onkyo có cả đầu đĩa DVD này, lên đi. Thôi rồi, chưa thấy lên rồi. Đây một em Onkyo đầu cả đầu đĩa DVD nhưng mà lại chưa thấy lên nguồn. Đấy, cho các bác xem kiểm tra lại nhá. Mã này là mã 923. 923 này thì để cho bác bao nhiêu được nhỉ? Để cho bác với giá là một củ nhá. Đấy, một củ. Chắc là ngỏm mà. Em không biết là có ngỏm hay không, cắm điện nó không lên. Bên em thì không phải là thợ nên là lên thì nó cứ quá như nào là sống bán sống chết bán chết, ngỏm bán ngỏm. Về các bác kiểm tra lại thôi. Đấy.
ưng mã nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số giúp em, là số điện thoại nhá. Đây lên cho bác một em này là một em Sony này, model của nó là TA434, công suất con này là 70W nhé, một em Sony. Là có ngỏm không? À có điện rồi. Đấy, em này có điện rồi các bác nhá. Chưa có bóc được băng dính này. Thế gì đấy, có điện nhưng lại không lên tiếng à? Đâu hết nhạc, hết nhạc các bạn, may quá không phải ngỏm, không để ý đến nhạc, hết nhạc. Đấy, một em Sony này, TA434, mặt phay nhôm rất đẹp luôn, để bóng còn chưa có bóc ra cơ. Công suất của nó là 70W nhé. Em đi đèn em không còn rồi, không có. Đấy, sống ok này. Đấy, hai vé sống ok nhá. Đấy, một em Sony TA434. Mày qua hết nhạc, cứ tưởng là ngỏm. Ngỏm lại bán với giá ngỏm đấy thì là mình cũng ngỏm luôn. Đây một em Sony này. Mã này là mã 924 à. 924 này thì để cho bác với cái giá là 1 củ 2 nhá. Đấy, 1 củ 2 thôi. Lên cho bác một em này là một em Chio này. Đấy, tay quay này, model của nó là K3100G nhá, công suất con này là 80W, một em Chio rất là đẹp luôn. Bác xem like vui lòng cho em xin một like. Đấy. Mã 924 nếu như bác ông muốn xem lại thì bác vào trong kênh YouTube của em, đó là Cường Điện Lạnh ấy, nó vào sự kiện phát trực tiếp là bác có thể xem lại được nhá. Chứ còn ở trên này thì bây giờ em lên rồi em không ấy lại được ấy. Đấy. Ưng mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp vào số giúp em nhé. Các bác tuyệt đối là không được ghi số của các bác lên trên
trên bình luận ở trên đấy này nhá, vì nhiều người xấu họ sẽ lừa, bên em bị mấy khách hàng bị lừa như vậy rồi. Một em chiêu đánh rất hay các bác này, hai tay quay mặt cũng quá đẹp luôn, hai vé sống ngon lành nhá. Âm đi tiêu nơ hôm nay em không có con nào sao ấy. Em không biết nữa, không biết là có không. Và con này tiếng quá sạch, tiếng quá sạch mà mặt của nó còn quá đẹp, kiểu dáng rất đẹp luôn, hai tay quay này. Đấy, một em chiêu K3100G. Mã này là mã số 925 này. 925 này thì để cho bác với cái giá là một củ tư thôi. 925 nhá. Một củ tư. Ưng mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp vào số giúp em nhé. Bác xem like vui lòng cho em xin một like, một follow. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Đây lên cho bác một em này là một em Yamaha này, model của nó là AX592, công suất của nó là 180W. Ôi, những con này đang bị đứt dây nguồn rồi. Ôi, nó đứt mất dây nguồn rồi. Đây là cắm sau đít này có được không nữa cơ. Nhiều con thì cắm thì được, nhưng mà nhiều con không cắm sao nó không lên. Để thử ra này. Ôi, đứt dây nguồn rồi, không được rồi. Con này phải đấu bằng dây nguồn rồi, chứ cắm trực tiếp sau đít này không ấy được. Em cứ lên mã cho các bác nhé. Còn nếu như các bác không ấy thì mai em sẽ tìm cách sao em ấy lại được cái dây nguồn này. Em thử thôi, chứ cắm bằng sau đít này thì không được. Con này nhìn rất đẹp luôn. Mã này là mã 926 này. Đấy, ngỏm hay không thì em cũng chưa rõ được, vì con này nó đi rất dây nguồn. Nhiều con thì nó cũng cắm vào để thì nó lên, nhưng mà nhiều con cắm vào đây nó không lên. 926. Đấy, cứ để cho bác với cái giá là 1 củ 2 đi. Đấy, còn 1 củ 2 nhá. Ngỏm rồi à? Em cũng không biết là nó có ngỏm hay không nữa. Không bác nào lấy là em sẽ tìm cách nối lại dây đi. Em tin chắc là con đấy nó không ngỏm. Đây lên cho bác vài mã nữa này. Đây một em con vừa nãy là con Yamaha. Đây lên cho bác một em này là một em Onkyo này. Model của nó là A390. Công suất là 46W. Onkyo. Có điện rồi đây, nhưng mà có lên tiếng hay không nữa cơ. Không phải thợ nên là nhiều khi không biết được, mà nhiều con không biết chỉnh kiểu gì. Loa thì anh phải vào trong anh vào trong cái kênh YouTube của em là Cường Điện Lạnh ấy. Đấy, anh gõ vào kênh đấy xong anh vào cái sự kiện phát trực tiếp ấy. Loa thì em lên ngay lúc đầu tiên rồi. Em đi để nông hôm nay nhưng em không có con nào.
Em chỉ có Onkyo thôi. Đấy, sống ok này. Âm ly 2.1 em không có. Âm ly công suất bé thì mình đánh với loa bé bác. Nhưng mà sao để trưng bày đâu, không ai mua về để thông đâu. Một em Onkyo A390. Onkyo A390 nhá, sống ok này. 494 nhá, Onkyo 494 hình như là em cũng chả nhớ cơ, vì nhà em nó nhiều hàng lắm, em không thể biết được hết được cơ, không thể nhớ đổi, nhiều khi không thể nhớ hết được. Mã này là mã 927 à. 927 này để cho bác với giá là một củ thôi. Đấy, một củ nhá, một em Onkyo. Đây lên cho bác một em này là một em Sony này. Sony model đó là STRDE875. Con này công suất của nó là 180W. Công suất lớn thì như là vừa nãy em có lên một hai con rồi, nhưng mà nó này không biết là đấu vào cầu nào nữa cơ, về để cắm thử trước á. Mà nó có điện không, à đây có điện này. Đấy, giờ phải thử xem là chân nào. Đây rồi, đây rồi, thử được chân rồi. Vì cái này nó không ghi AB nên là không biết là nó chân nào. Đóng lại chập chờn rồi, đúng không? Đấy. Một củ con đấy thì em không chốt được. Bác xem giá bên em bán thì nếu như mà hàng bên em các bác chuyển khoản hết còn bao ship nữa thì chả còn gì đâu mà. Đấy, những con chết đấy thì coi như là lỗ rồi. Đấy, một em Sony này sống ok các bác nhá. Sau này nó còn mấy cái chồng, chồng này là chả biết nó là cái chồng gì ấy. Đấy, bác có chốt mã nào thì bác cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại cho em, bác Phạm Huyền. Bác chốt mã nào bác cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại có người nghe máy nhé, có người nghe máy để chốt cho các bác. Này nó là DVD LD in này, xong rồi TV sát in này, MD tap in này, nó nhiều. Đấy. Con này thì mã này là mã 928 thì nó có cái vận chuyển về nó hơi đè cái này xuống, về các bác tháo ra các bác nắn lại cái mặt trên này tí nhá. Đấy, vì hàng bên em nó nguyên bãi em không muốn tháo ra, cái nắp đổi nguồn em không có rồi. Con này thì để cho các bác với cái giá là một củ ba nhá. Đấy, mã 928 này, một củ ba đề nông 2000 không có nhỉ.
Đấy, bác chốt mã nào thì bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em. Số điện thoại em có ghi ở trên đấy đây. Bác cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại nhé. Đây. Để có con này là con đẩy các bác này. Đấy, một em đẩy toa. Model của nó là P75D, công suất là 185W. Mà để em xem mà nó như thế nào nào. Có đấy anh, số điện thoại em có ghi mà anh ghi cái chữ là anh nhìn cái chữ là hãy gọi đây. Đấy, hãy gọi đây, có số đây. Đấy là số điện thoại của em mà. Số K34 417 4335 ấy. Sao lại nhảy cầu thế? Trai con gái? Con này công suất của nó là 158W. Để em thử cho nè. Một em đẩy toa. Thằng Công nó mang đi rồi. Công nó có mang đi làm không? Không có ở đấy thì thằng Công nó mang đi làm rồi. Đâu nè. Đây nè, có ấy đây. Có mấy cái rắc tắm cái đâu ấy nhỉ? Đâu, các bác chờ một tí em thử nè. Ở đâu một cái rồi. Một chân rồi. Ở đâu một cái chân này đấy nhỉ? Đâu một chân rồi, từ để em tìm lại một chân nữa. Này là hai chân, đâu một chân rồi. Rơi đâu rồi? Rơi đâu rồi? Em tìm chân nữa. Chân này được không? Chân này lỏng quá. Rơi mất ở chỗ nào rồi? Ô đâu rồi? Rơi đâu rồi? Giờ chưa tìm thấy đâu rồi. Chân vàng này lại không vừa. Đấy, một em đẩy toa này P75D nhá, P75D. Em ghi mấy số một em đẩy toa này
Đấy, sống ok đây các bác nhá. Một em đẩy toa, nói chung là đẩy này thì về các bác phải có vang nữa thì là nó mới ấy lên được này. Vì những cái dòng đẩy nhật này thì là nó công suất của nó cũng không cao đâu các bác nhá. Dòng đẩy nhật công suất nó không cao. Một em đẩy toa, mã này là mã số 929 à. 929 này để cho bác giá bao nhiêu nhỉ? Hả? 929. Để cho bác với giá là 2 củ 4 nhá. Đấy, một em đẩy toa. Này lên cho bác một hai mã nữa nhá. Một hai mã nữa để em xin cấp xuống like này. À, đầu lên cho bác một em nào nhỉ? Bao nhiêu phút? 81 à. Đây lên nốt cho bác một là một bộ này nữa nhá. Một bộ này thôi. Một bộ này là xin phép các bác là xuống like đi à, đóng hàng để chia cho các bác đã, vì những cái bác chốt từ hôm qua hôm kia. Đây một bộ này là một bộ Sony này. Đấy, bác nào chơi nguyên cả một bộ này không? Một bộ Sony nhá. Đấy, một bộ vừa tuner vừa âm ly này, vừa đầu táp này. Đấy, bác nào chơi cả bộ này không? Về cái này vừa chơi vừa trưng bày rất là đẹp luôn, cả bộ này. Cái mặt này thì về các bác lau chùi lại thôi. Đấy, Sony model của nó là TA2650. Đầu táp là ST1950. Đấy, và đầu đầu tuner là ST1950, còn đầu táp là TC2310. Đấy, nguyên cả một bộ rồi nhá. Đấy, này anh nhiều chơi cả một bộ này cho các bác này. Đấy, bác nào mà chơi nguyên cả bộ này không? Hai con này, hai trên này là có điện rồi nhá. Đấy, con dưới này có điện rồi này. Để em thử xem này. Phát cả ba bộ, cả ba cái này luôn. Lên nốt mã cuối này cho các bác này. Đấy. Đấy. Sống ok các bác nhá. Đấy, còn cái đầu tuner này thì về các bác phải về đầu tuner này về các bác đấu thêm dây vào nhá, đấu dây xuống nhá, đấu dây xuống này. Đầu táp này thì là đầu táp này thì nó chưa chạy rồi, đầu táp thì về các bác phải dọn dẹp lại thôi. Nguyên một bộ của nó này rất là đẹp luôn, rất hiếm khi mà có nó về được một bộ như này các bác nhá. Quên lại đi tắt đi. Một bộ Sony. Một bộ Sony này nhá. Hả? Bộ này về bày quá đẹp chứ, nguyên cả một bộ của nó nhìn quá đẹp luôn. Vừa chơi vừa nghe vừa bày trưng bày nó rất là đẹp luôn. Đấy. Nguyên bộ của nó các bác nhá. Ba thớt. Này công suất của nó là đâu nhỉ? Công suất của nó là 120W ạ. Âm ly này công suất của nó là 120W. Nguyên một bộ này các bác nhá.
Đấy, bộ này mã này là mã số 930, mã cuối cùng của buổi live ngày hôm nay này. Mã 930. 930 để cho bác bao nhiêu nhỉ? Để cho các bác với giá là 3 củ mốt nhá. Đấy, 3 củ mốt nguyên cả một bộ này luôn nhá. Đấy. Ưng mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp vào số giúp em nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đến kênh của mặt hàng bên em nhé. Đấy, em xin chào và hẹn lại các bác vào buổi live stream ngày mai nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bác.